Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe tổng món bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mazda 3 bản Luxury Khi mà sang tháng 8 này chiếc xe Mazda 3 bản Luxury này đang có các giá cả như nào tổng món bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho nhiều cách chiếc cụ thể ạ Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ cũng chuyên về giá xe à tổng món bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À? Ok, em xin phép đi vào chi tiết ạ. À. Đầu tiên, giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. À. Với giá miết của chiếc xe đang là 619 triệu ạ. À. Khi áp dụng các chương trình khuyến mại cuối tháng 8 này, nó đội đang là 675 triệu tiền ạ. À. Còn ở tỉnh thì là 649 triệu. Tỉnh A100 thì là 656 triệu. Và ở Thế Nhân Minh thì đang là 669 triệu ạ. Còn đối trả góp anh em trở vào ra bây giờ đang là 192 triệu thôi ạ. Tỉnh thì 166 triệu. Tỉnh A Thân Trăm thì là 172 triệu. Và ở Thế Nhân Minh thì đang là 185 triệu ạ. con giá tốt hơn, hay một khuyến mãi nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá đó là phần giá xe và tàu đồng bánh ạ ok tiếp theo tiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Mazda 3 bản 1.5 bản luxury ạ đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m660 rộng là 1m795 ạ còn cao là 1m 440 đấy ạ về chiều dài cơ sở dài đang là 2m725 và khoảng sáng gầm xe đó là 14,5cm anh em nhé. Về tổng thể chiếc xe này thì nó khá là dài, rộng và cao đấy ạ. Tiếp theo tiệu cho về phần đầu xe. Và đầu xe nó có thanh nẹp chrome rất là to bản. Lấy chạy từ bên cụm đèn phía bên trái chạy sang bên phải. Và có bằng lưới cá lăng rất là to bản đấy ạ. Tạo ra phần đầu xe cảm giác nó được thể thao hơn mạnh mẽ hơn và tinh tế hơn ạ. Các tính an toàn về phần đầu xe nó sẽ có cảm biến góc trước bốn mắt đi ạ. Đó. Về phần cụm đèn phía trước nó sử dụng là đèn full led em nhá, cho cả đèn cốt đến đèn pha đấy ạ. đó giúp cho chiếc xe cảm giác nó được thể thao và mạnh mẽ hơn ạ. Đấy. Còn đây là dưới này phần đèn gầm này, dài đèn đèn gầm thiết kế nó khá là nổi bật em nhá. Ok, rồi sang bên uh, sườn xe giới thiệu cho em về phần sườn xe ạ. Phần sườn xe của chiếc xe Mazda 3 sedan bản Luxury này thiết kế nó rất ăn nhập với phần phần đầu xe, nó không quá góc cạnh đâu ạ. Về phần uh, bánh xe chiếc xe này nó là bánh đúc hợp kim nhôm vành 16 inch đấy ạ. Phanh đĩa cho cả 4 bánh. Các tính an toàn hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và rất nhiều tính an toàn anh em nhá về phần gương chiếu hậu của chiếc xe này nó sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Tức là từ đây sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn led ạ. À. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cục gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương ạ. À. Về phần chân kính của chiếc xe này là chân kính từ từ hàng ghế đầu tiên sang hàng ghế sau tạo chiếc xe nó cảm giác nó lực trường xe hơn, dài xe hơn, sang trọng hơn, tinh tế hơn ạ. À. Về phần uh tay nắm cửa của chiếc xe này nó sử dụng là tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa nha nó không phải tay nắm cửa mạ chrome đâu ạ về chân xe của chiếc xe này nó là trần phẳng ạ nó sẽ không có cửa trời cũng như giá lóc hai thanh đâu ạ ok giờ sang phần đuôi xe giới thiệu cho về phần đuôi xe của chiếc xe Mazda 3 bản sedan bản luxury thiết kế nó cũng không quá là góc cạnh đâu ạ Tạo cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng và lịch lãm em nhá. Nó có đầu đu bật phần đuôi xe đó chính là có phần cụm đèn phía sau. Cụm đèn phía sau của chiếc xe này nó sử dụng là đèn halogen em nhá. Chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe đấy ạ. Đó. Với cản sau của chiếc xe này nó sẽ là có cảm biến lùi, bốn mắt đây ạ. Và nó sẽ là có bô là sử dụng là bô kép em nhá. Có thanh nhập chrome, viền xung quanh đường mạ chrome rất là sang trọng đấy ạ và tích hợp cảm biến lùi nó sẽ là có cả camera lùi nữa đây ạ còn đây giới thiệu cho về phần tổng quan về phần đuôi xe này ok giờ sang phần nội thất giới thiệu cho về nội thất ạ nội thất của chiếc xe Mazda 3 sedan này nó sử dụng là nội thất màu đen anh em nhá ghế được bọc da sở rất mềm mại ạ ngồi rất ôm ghế đấy ạ ghế của chiếc xe này thì nó sử dụng là ghế chỉnh điện 10 hướng anh em nha. ghế chỉnh điện này Chiếc xe này nó sẽ không có nhiều ghế đâu ạ Còn đây giới thiệu cho mình về bên cánh cửa này Bên cánh cửa của chiếc xe này nó sẽ là có khóa cửa, chốt cửa Lên xương kính cho bốn cánh cửa Điều chỉnh bốn mặt gương đi ạ Bên cánh cửa này nó sẽ không gian là không gian là màu đen đấy ạ Ok, giờ sang bên hàng ghế thứ hai giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai ạ Hàng ghế thứ hai của chiếc xe Mazda 3 sedan bản Luxury này Nó sẽ giống như hàng ghế đầu tiên anh em nhá. Ghế được bọc da màu đen đấy ạ Đó ngồi hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi và thoải mái anh em nha. Ok, giờ sâu bên trong giới thiệu chi tiết hơn về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Mazda 3 Sedan bản Luxury ạ. Đây giới thiệu cho em về phần uh, vô lăng ạ. Vô lăng của chiếc xe này là sao là vô lăng ba uh, chấu ạ, được bọc ra sở rất mềm mại ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại dành tay, điều chỉnh âm lượng. Về túi khí bạn này nó sử dụng là uh, 7 túi khí anh em nha. Đó có thành có caleb chrome tạo ra điểm nhấn của chiếc xe về bảng hồ tóc lô của chiếc xe này nó sử dụng là bảng hồ tóc lô cơ bản đấy ạ đây giới thiệu cho về chi tiết hơn về bảng tóc lô này một bên là đồng hồ công tơ mét một đồ thì báo mức nhiên liệu và các đèn báo là đèn cảnh báo đấy ạ còn đây giới thiệu cho về phần màn hình giải trí màn này nó sẽ màn hình cảm ứng 8,8 inch ạ đó hệ thống điều hòa nó sử dụng là hệ thống điều hòa tự động hai vùng đủ đập cho bên ghế lái và bên ghế phụ đấy ạ chìa khóa thông minh số loa của chiếc xe này nó sử dụng là 8 loa anh em nha còn đây là các viên uh, mạng chrome này Đó. về phần uh, hộp số chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động sáu uh, 6 cấp đấy ạ hộp số tự động 6 cấp chế độ thể thao phanh tay điện tử auto hold bệ từ tay trung tâm rất là to bản đấy ạ và chiếc xe này tích hợp thêm đó chính là có cửa gió cho hàng cái thứ hai anh em nhá. Về phần động cơ, chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.5 Skytis ạ, full xăng trực tiếp với công suất cực đại của chiếc xe này đang là 110 mã lực trên cho 6000 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 146 Nm trên cho 3500 vòng phút ạ. Chiếc xe này nó sẽ là dẫn động cầu trước nhầm nhá. Nhà các tính an toàn của chiếc xe này nó sẽ có hệ thống phanh ABS này phân bố được phanh điện tử LD hỗ trợ phanh khẩn cấp BA hệ thống uh, cảnh báo khẩn cấp hệ thống cân bằng điện tử xe túi khí nó sử dụng là 7 túi khí đấy ạ hệ thống kiểm soát lực kéo uh, hệ thống uh, ma hoa động cơ chống trộm cả mưa lùi camera lùi chiếc xe này nó sẽ không có các tính năng như là uh, cảnh báo điểm mù này cảnh báo phương tiện cắt ngang này hệ thống uh, giữ làn đường này À, cảnh báo lệch làn đường này hỗ trợ phanh thông minh nó sẽ không có giống như là bản uh, premium đâu em nhá về màu sắc xe của chiếc xe này nó sẽ có các màu cho lựa chọn như sau như màu trắng mình đang xem này màu đỏ màu xám màu đen và màu xanh đen đấy ạ ok về video này em đã giới thiệu cho về phần giá xe tổng bánh chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mazda 3 sedan bản luxury rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy vì sao lại em sẽ phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe do mẫu dòng xe của Mazda cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như rất nhiều xe trên trường Việt Nam để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh C24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, đồng bánh và các chương trình khuyến mãi ạ. Ok, xin phép em đã dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.